Mời quý vị cùng đến công viên Hoàng Văn Thụ nghe hát đi nhá. Xem các chị xinh tươi này hát nào. Mấy chị này xinh đấy. Ở đâu đây? Ở đâu kem thế nhỉ? Chú ơi, dịch sang bên kia nắng lắm rồi. Dịch sang bên kia một tí đi. Nắng vào mặt rồi. Đấy. Yeah.
Đâu chị nào hát đây? Chị nào cũng hát. Chị này hay chị này? Em cay đây. Em để giờ đây nhá. Cay mà đây. Cay hay bà. Thấy hay bà đấy. Các chị đẹp thế này cứ đi đâu là các anh đi theo ngay không? Đúng rồi. Anh tin xinh là xinh rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phẩm đấy. Năm mấy cái đấy? Không tầm phẩm. Bốn cái mi. Bốn cái mi. Nó thấy đông hoa bừng này đẹp quá, đẹp lắm. Thôi à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
I don't know.